AVZ, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay AVZ. Chào các em, trong video học ngày hôm nay thì cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp sang bài số 27, cảm ứng ở động vật tiếp theo. Thì chúng ta thấy rằng hình thức cảm ứng ở các loài động vật đã có hệ thần kinh thì được chia làm 3 dạng, đó chính là hệ thần kinh dạng lưới, dạng chuỗi hạch và dạng ống. Trong đó thì bài học số 26 cô và các em đã cùng nhau tìm hiểu xong về hai dạng, đó là dạng lưới và dạng chuỗi hạch. Ở bài học ngày hôm nay thì cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu sang hình thức thứ 3, đó là cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng ống. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cấu trúc của hệ thần kinh dạng ống. Quan sát lên trên hình. Đây là hình ảnh 27.1 ở trong sách giáo khoa sinh học lớp 11 cơ bản, hệ thần kinh dạng ống ở người. Trên đây là 4 ô trống tương ứng với 4 bộ phận thuộc hệ thần kinh dạng ống ở người. Thì chúng ta thấy rằng ô trống đầu tiên chúng ta sẽ điền được là bộ phận não. Tiếp theo, ô trống thứ 2, đây chính là tủy sống. Vậy chúng ta sẽ điền được vào ô trống thứ 2 là tủy sống. Tiếp theo, ô trống thứ 3, chúng ta thấy rằng bên cạnh các tủy sống là các hạch thần kinh. Vậy ô trống thứ 3 chúng ta sẽ có cụm từ là hạch thần kinh. Đối với ô trống thứ 4, đó chính là các dây thần kinh. Vậy ở ô trống thứ 4 chúng ta sẽ điền được cụm từ là dây thần kinh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng hệ thần kinh dạng ống ở người sẽ bao gồm 4 bộ phận là não, tủy sống, hạch thần kinh và các dây thần kinh. Trong đó não và tủy sống thì người ta gọi đây là thần kinh trung ương. Còn đối với hạch thần kinh và dây thần kinh thì đây là nhóm thứ 2 và thuộc thần kinh ngoại biên. Vì sao mà lại gọi hệ thần kinh ở người là hệ thần kinh dạng ống? Thì chúng ta thấy rằng cấu tạo của nó giống một cái hình, một cái ống. Phía trên là não bộ và dọc ống này thẳng đây là tủy sống, nên người ta gọi đây là hệ thần kinh dạng ống. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cấu trúc của bộ não. Thì chúng ta thấy rằng này, cấu trúc ở bộ não sẽ được chia làm 4 phần chính. Đầu tiên là đại não, thứ hai là não trung gian, thứ ba là trụ não và thứ tư là tiểu não. Thì chúng ta thấy rằng mỗi bộ phận sẽ thực hiện một chức năng khác nhau. Trong phần não trung gian thì sẽ được chia làm hai phần, đó là đồi thị và dưới đồi thị. Còn đối với trụ não sẽ được chia làm 3 phần, đó chính là não giữa, cầu não và hành não. Ở trong não giữa sẽ được chia làm hai phần, đó là củ não sinh tư và cuống não. Đây chính là phần tiểu não. Và chúng ta thấy rằng này, trong 4 bộ phận trên thì bộ phận quan trọng và phát triển nhất của não đó chính là đại não. Như vậy, đối với cấu trúc của hệ thần kinh dạng ống, các em cần phải nắm được cho cô các đặc điểm như sau. Tế bào thần kinh tập trung thành ống ở phía lưng, gặp ở một số loài động vật như một số loài động vật có xương sống, ví dụ như cá, lưỡng cư, bò sát, chim và thú. Hệ thần kinh sẽ gồm hai phần, đó là thần kinh trung ương và thần kinh ngoại biên. Đối với thần kinh trung ương sẽ bao gồm phần đầu là não và phía dưới là tủy sống. Còn đối với thần kinh ngoại biên sẽ bao gồm hai bộ phận, đó là dây thần kinh và các hạch thần kinh. Vậy hệ thần kinh hoạt động như thế nào? Thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần B, đó là hoạt động của hệ thần kinh dạng ống. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu hoạt động của hệ thần kinh dạng ống thông qua sơ đồ của một cung phản xạ như sau. Thì chúng ta thấy rằng này, đầu tiên kích thích ở đây là chiếc búa đập vào chân. Vậy kích thích ở đây, tác nhân kích thích chính là chiếc búa. Và bộ phận tiếp nhận kích thích ở đây chính là cơ quan cảm giác. Sau khi đã tiếp nhận kích thích thì kích thích này sẽ được dẫn truyền về bộ phận phân tích và xử lý nhờ đường dẫn truyền vào, hay còn gọi là đường cảm giác. Sau khi đã phân tổng hợp, phân tích và xử lý xong thì nó sẽ được đưa tới bộ phận thứ ba, đó chính là bộ phận thực hiện, nhờ đường thứ hai, đó là đường dẫn truyền ra, hay còn gọi là đường vận động. Thì bộ phận thực hiện phản ứng ở đây đó chính là cơ. Cơ sẽ co lại làm cho chân chúng ta thấy rằng
chân sẽ co lại về phía sau. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Đối với hoạt động của hệ thần kinh dạng ống, nó sẽ hoạt động theo nguyên tắc phản xạ. Và phản xạ thì nó là hình thức để trả lời các kích thích của sinh vật trước môi trường sống. Phản xạ thì sẽ được chia làm hai loại, đó là phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện. Phản xạ có điều kiện là những phản xạ phức tạp, còn đối với phản xạ không điều kiện là những phản xạ đơn giản. Và phản xạ có điều kiện thì có những điểm gì khác so với phản xạ không điều kiện thì chúng ta sẽ cùng nhau cùng cô so sánh qua bảng sau. Chúng ta sẽ cùng nhau so sánh về hai hình thức, đó là phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện, thông qua ba tiêu chí như sau. Đầu tiên là về định nghĩa, thứ hai là đặc điểm và thứ ba là ý nghĩa. Thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Phản xạ không điều kiện nó là những phản xạ sinh ra đã có, không cần phải trải qua quá trình học tập hay rèn luyện. Còn đối với phản xạ có điều kiện là những phản xạ mà được hình thành trong đời sống hàng ngày thông qua các hoạt động, ví dụ như là học tập hay rèn luyện. Về đặc điểm của phản xạ không điều kiện, vì sinh ra đã có nên nó mang tính bẩm sinh và có tính bền vững, di truyền được, mang tính chủng loại, số lượng hạn chế. Thần kinh trung ương ở đây là trụ não và tủy sống. Còn đối với phản xạ có điều kiện thì đặc điểm của nó là dễ mất, do nó làm gì ạ? Do cái phản xạ có điều kiện này nó được hình thành trong đời sống thông qua học tập và rèn luyện. Nếu cái việc học tập và rèn luyện này của chúng ta bị dừng lại, tức là cái phản xạ có điều kiện này nó cũng sẽ bị mất đi. Do đó nó có đặc điểm là dễ mất, không bền vững, không di truyền được, mang tính cá thể, số lượng không hạn chế. Thần kinh trung ương lúc này là vỏ não. Về ý nghĩa của phản xạ không điều kiện, đó là giúp sinh vật mới sinh ra có thể đáp ứng được các điều kiện của môi trường để có thể tồn tại và phát triển. Còn đối với phản xạ có điều kiện thì nó có ý nghĩa là giúp sinh vật thích nghi với điều kiện sống luôn biến đổi. Và chúng ta thấy rằng là gì ạ? Vì sao mà phản xạ không điều kiện lại là những phản xạ đơn giản, còn đối với phản xạ có điều kiện là những phản xạ phức tạp hơn? Thì chúng ta thấy rằng phản xạ có điều kiện, thần kinh trung ương lúc này là đại não. Và chúng ta thấy rằng đại não là bộ phận phát triển nhất của não. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc điều khiển các hoạt động của cơ thể. Như vậy, trong nội dung bài học ngày hôm nay và bài học số 26 thì các em cần phải nắm được cho cô các nội dung chính như sau. Đầu tiên là khái niệm về cảm ứng ở động vật. Thì cảm ứng ở động vật nó là khả năng mà động vật phản ứng lại các kích thích của môi trường. Về phân loại thì cảm ứng ở động vật được chia làm hai nhóm chính, đó là cảm ứng ở động vật chưa có tổ chức thần kinh và nhóm thứ hai là cảm ứng ở động vật đã có tổ chức thần kinh. Đối với các loài động vật chưa có tổ chức thần kinh, đại diện ví dụ như là một số loài động vật đơn bào, trùng dày, trùng roi hay là trùng biến hình, thì nó sẽ có hình thức phản ứng bằng cách chuyển động cả cơ thể hay là co rút chất nguyên sinh. Còn đối với nhóm thứ hai là cảm ứng ở động vật đã có tổ chức thần kinh thì được chia thành 3 nhóm theo chiều tiến hóa tăng dần, đó chính là từ hệ thần kinh dạng lưới đến hệ thần kinh dạng chuỗi hạch và cuối cùng tiến hóa nhất là hệ thần kinh dạng ống. Chúng ta thấy rằng hệ thần kinh dạng lưới nó sẽ có ở đại diện là các loài động vật có cơ thể đối xứng tọa tròn thuộc ngành ruột khoang, ví dụ như là thủy tức, thì chúng ta thấy rằng nó sẽ phản ứng bằng cách là co rút toàn bộ cơ thể. Khi kích thích lên một điểm của cơ thể thủy tức thì cả cơ thể đó sẽ phản ứng lại, trả lời lại các kích thích. Đối với hệ thứ hai, đó là hệ thần kinh dạng chuỗi hạch, thì chúng ta thấy rằng hệ thần kinh dạng chuỗi hạch nó sẽ có ở đại diện ví dụ như là một số loài động vật có cơ thể đối xứng hai bên, ví dụ như là giun dẹp, giun tròn hay là chân khớp.
thì chúng ta thấy rằng lúc này các tế bào thần kinh đã tập trung lại thành hạch thần kinh, và mỗi hạch thần kinh này nó là một trung khu điều khiển một vùng xác định. Do đó mà hình thức phản ứng của các loài động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch đó là mang tính chất định khu, tức là theo vùng. Khi mà cơ thể bị kích thích thì chỉ một vùng xác định nào đó phản ứng lại các kích thích, trả lời lại các kích thích. Do đó mà năng lượng lúc này sẽ tiêu tốn ít hơn so với hình thức dạng lưới, nó đã tiến hóa hơn, hình thức phản ứng lúc này chính xác hơn. Tiến hóa nhất đó chính là hệ thần kinh dạng ống, thì hình thức phản ứng đó chính là nhanh và chính xác. Như vậy, trên đây là nội dung của bài học số 26 và bài học số 27, cảm ứng ở động vật. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần số 2 là phần luyện tập. Câu hỏi số 1, phản xạ phức tạp thường là phản xạ. Thì chúng ta đã được học phản xạ được chia làm hai loại là phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện. Phản xạ không điều kiện là những phản xạ đơn giản, mang tính bẩm sinh, sinh ra đã có, và nó do số lượng ít tế bào thần kinh tham gia. Còn đối với phản xạ có điều kiện là những phản xạ mà được hình thành trong đời sống thông qua các quá trình học tập, rèn luyện, và do đó thì nó là những phản xạ phức tạp. Nó do một số lượng lớn tế bào thần kinh tham gia, và thần kinh trung ương lúc này sẽ là vỏ não. Như vậy, ở trong câu hỏi trên thì chúng ta sẽ có đáp án đúng là đáp án D. Có điều kiện do một số lượng lớn tế bào thần kinh tham gia, trong đó thì có các tế bào vỏ não. Đây chính là một đặc điểm đúng của hình thức phản xạ phức tạp, hay còn gọi là phản xạ có điều kiện. Tiếp theo, chuyển sang câu số 2. Trong các đặc điểm sau, có bao nhiêu đặc điểm trên đúng với hình thức phản xạ không điều kiện? Vậy ở câu hỏi này các em gạch chân cho cô không điều kiện. Chúng ta sẽ phân tích từng đặc điểm một. Đầu tiên, thường do tủy sống điều khiển, thì đây là một đáp án chính xác. Di truyền được đặc trưng cho loài, đây cũng là một đáp án chính xác, là một đặc điểm đúng của phản xạ không điều kiện. Tiếp theo, đặc điểm số 3, có số lượng không hạn chế. Số lượng không hạn chế nó sẽ phải là đặc điểm của hình thức phản xạ có điều kiện. Vậy 3 là một đáp án sai. Mang tính bẩm sinh và bền vững, đây là một đặc điểm của phản xạ không điều kiện. Vậy đây cũng là một đáp án chính xác. Như vậy ở trong câu số 2, chúng ta sẽ có 3 đặc điểm đúng với hình thức phản xạ không điều kiện. Đó chính là 1, 2 và 4. Như vậy tổng cộng lại thì chúng ta sẽ có 3 đặc điểm đúng với phản xạ không điều kiện. Đáp án của chúng ta ở đây sẽ là đáp án C. Chuyển sang câu số 3. Bộ phận của não phát triển nhất là, thì chúng ta đã được học rồi, não được chia làm 4 phần chính, trong đó thì bộ phận phát triển nhất đó chính là bán cầu đại não. Như vậy ở trong câu này chúng ta sẽ có đáp án đúng là đáp án B. Chuyển sang câu số 4. Trên đây là hình ảnh sơ đồ của một cung phản xạ. Nhiệm vụ của các em đó chính là điền các bộ phận tương ứng với các ô trống 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích từng ô trống một. Đầu tiên, chúng ta thấy rằng đây sẽ là kích thích, và cụ thể ở đây là kim nhọn đâm vào tay. Ô trống thứ hai đó chính là bộ phận tiếp nhận kích thích, và cụ thể ở đây là các thụ quan đau ở da. Sau khi đã tiếp nhận kích thích thì sẽ được dẫn truyền nhờ đường dẫn truyền. Người ta gọi đây là đường cảm giác, hay gọi là đường dẫn truyền vào. Đường dẫn truyền vào này sẽ dẫn tới bộ phận thứ hai là bộ phận phân tích xử lý thông tin. Và cụ thể ở đây thì chính là tủy sống. Sau khi đã tổng hợp phân tích và xử lý xong thông tin thì nó sẽ được đưa ra ngoài bộ phận thứ ba nhờ con đường thứ hai, đó chính là đường vận động, hay còn gọi là đường dẫn truyền ra. Và bộ phận thứ ba đó chính là bộ phận thực hiện phản ứng, và cụ thể ở đây chính là cơ thì sẽ co lại, làm cho ngón tay của chúng ta sẽ rụt lại. Như vậy thì bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Cô chúc các em luôn học tập thật tốt. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.